Thật ra thì tôi đã ngồi chấm thi của rất nhiều cuộc thi, nhưng mà có thể đây là một trong những cuộc thi mà tôi cảm thấy được cái sự hào hứng của khán giả. Cảm ơn các bạn sinh viên của trường rất là nhiệt tình, và tôi mong là các bạn sẽ giữ cái nguồn năng lượng ấy đến 10, 11 giờ tối để chúng ta cổ vũ cho các bạn thí sinh được không ạ? Hai bạn đều mắc một cái nhược điểm, đó là nó quá nhanh, nó chậm, vừa đủ là đã truyền đạt được cái thông tin của mình. Tuy nhiên, tôi thấy được các bạn khá là tự tin ở trên sân khấu, và các bạn có những cái tố chất để trở thành những người dẫn chương trình trong tương lai. Quay trở lại trường cao đẳng FPT Polytechnic thì Khang có cảm giác như quay trở lại thời sinh viên của mình, bởi vì được gặp gỡ tất cả các bạn sinh viên rất là nhiều năng lượng. Em bước vào trường năm 2002 và bây giờ là năm 2024, có nghĩa là gần 22 năm rồi. Đúng. Nhưng mà 22 năm đã ra trường, và bây giờ nhìn các bạn thì Khang cảm thấy wow, mình được sống lại cái thời sinh viên thật là năng động. Và Khang cũng ước là nếu mà ngày xưa mình đủ tự tin hơn thì có lẽ là mình cũng đã tham gia những sân chơi như thế, và nó mang đến cho mình nhiều bài học quý giá. Thật là vui bây giờ các bạn sinh viên của chúng ta đã có nhiều sân chơi và tuyệt vời đến như vậy. Và Khang cũng cảm thấy được là các bạn ngày hôm nay rất là dễ thương, các bạn đã có sự chuẩn bị rất là kỹ càng, và quá khứ là một bạn rất là xứng đáng với lại cái sự xuất sắc nhất từ cặp hai và cặp cuối đầu. Và Khang hy vọng rằng trong sự lựa chọn này, chúng ta sẽ tìm ra những cái tài năng trong tương lai sẽ là những cái người rất là xuất sắc trong việc tổ chức những cái sự kiện, hoặc là suôn sẻ, hoặc là hoành tráng, sẽ tìm ra những nhân tố mà biết đâu các bạn sẽ trở thành những đồng nghiệp của Khang trong tương lai thì sao ạ? Và cũng xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường FPT Polytechnic đã cho Khang một cơ hội trở thành giám khảo cùng với những người đồng nghiệp của mình, đó là bạn Yến, bạn Lý, Hiếu cùng với là Hạng Huy, để được đồng hành và chọn ra 10 vị quán quân xứng đáng của năm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo cùng với vlog của Khang nha. Bye team.